Thank you.
này người ta gọi là chụp tưởng tượng. Thực tế ra là cái chụp này là chụp tưởng tượng thôi. Nối liền giữa cực bắc và cực nam này là cực tưởng tượng đấy, nó tự xoay liên tục và nó nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc là 66 độ 33 phút, nên chúng ta mới thấy người ta hay nói là chúng ta đang sống trong một thế giới nghiêng. Vậy qua đây chúng ta kết luận đầu tiên. Chiều từ tây sang đông hay là theo chiều từ trái sang phải?
ý kiến các bạn khác. Rồi, em ngồi xuống. Nào, nào bạn đứng ngồi ngoài. Đấy, em ý. À, bạn bảo là chia làm 24 khu vực giờ. Đúng nhỉ? Bây giờ các bạn nhìn lên đây. Đây, chúng ta nhìn thấy đây là khu vực giờ số 0, đúng không nhỉ? Qua bên kia là khu vực giờ số 12. Quay vòng sang khu vực bên tây là từ 13 cho đến 23. Như vậy cộng với khu vực giờ số 0 này là khu vực giờ số 24. Như vậy phải là 24 khu vực giờ chứ không phải là 23, đúng không nhỉ? Rồi, xong rồi tôi chia bề mặt cái đất. Thế các bạn lại để ý lên hình hai như này. Chúng ta thử xem các khu vực giờ cạnh nhau này, chênh nhau mấy giờ? Hai khu vực giờ cạnh nhau chênh nhau mấy giờ? À, chênh nhau 1 giờ, có thể nó hơn 1 giờ hoặc kém 1 giờ, đúng nhỉ? Bây giờ các em quan sát cái báo hình 20 và dựa vào thông tin giáo khoa. Trả lời cho con ta câu hỏi này, mỗi khu vực giờ gấp bao nhiêu độ kinh tuyến? Và giờ mỗi khu vực có giống nhau hay không? Thế để trả lời câu hỏi này, các em nhớ câu hỏi nhé. Cô giáo sẽ cho các em quan sát một đoạn video. Sau đó, sau khi quan sát video thì các em trả lời câu hỏi này cho cô. Trái quay một vòng S24 tuyến. Trong một giờ nó quay được một... quay một vòng hết 24 tiếng, trong một giờ nó quay được một góc 15 độ. Như vậy người ta chia trái đất thành 24 múi giờ theo góc 15 độ, đó là góc mà mặt trời đi qua trong một giờ. Tất cả những nơi cùng trong một múi giờ thì có cùng một giờ. Như vậy người ta chia trái đất thành 24 múi giờ theo góc 15 độ, đó là góc mà mặt trời đi qua trong một giờ. Tất cả những nơi cùng trong một múi giờ thì có cùng một giờ. Mỗi kinh tuyến sẽ chênh nhau
còn nếu không thì mỗi kinh nguyệt mà trên nhau 4 phút thì trên thế giới có rất nhiều giờ khác nhau. Đấy, bây giờ chúng ta lưu ý này, một ngày có 24 giờ, như vậy người ta chia ra làm 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ có giờ giống nhau, đúng nhỉ? Thế thì bây giờ lại nảy sinh ra rất nhiều vấn đề thì chúng ta sẽ không hiểu. Thế nên chúng ta lưu ý cho giáo, chúng ta nhớ cái vấn đề này để chúng ta còn làm tiếp bài tập nhé. Cô giáo giới thiệu với các bạn, đây là khu vực giờ gốc. Khu vực giờ gốc của giáo quanh cái màu đỏ này vào, nó rộng từ 7,5 độ Tây sang 7,5 độ Đông. Bây giờ các em dựa vào cái hình 20 này và thông tin giáo khoa cho cô giáo biết đặc điểm của khu vực giờ gốc. Hay khu vực giờ gốc có đặc điểm gì? Dựa cả vào hình, dựa cả vào thông tin giáo khoa. Nào bạn nào trả lời cho cô giáo, khu vực giờ gốc có đặc điểm gì nào? Bạn nào biết? Các bạn để ý cái thông tin giáo khoa nữa, đọc cái thông tin giáo khoa nữa. Nào bạn nào biết, bạn nào biết có 10 điểm nào? Khu vực giờ gốc có đặc điểm là gì? Ở cái đường kinh tuyến mà đi qua đài thiên văn Greenwich ở ngoại ô thành phố London nước Anh, người ta gọi là kinh tuyến gì nhỉ? À đúng rồi, có đường kinh tuyến gốc đi qua. Rồi em một số cô giáo rất cảm ơn. Các bạn lưu ý này, khu vực giờ gốc là khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua đây này, đúng nhỉ? Và khu vực giờ này người ta quy ước là khu vực giờ số 0, đúng chưa? Và người ta cũng quy ước luôn là khu vực giờ mà có đường kinh tuyến gốc đi qua chính giữa này, người ta lấy nó làm khu vực giờ gốc, nên người ta còn gọi là giờ quốc tế, nên người ta còn gọi là giờ GMT. Đấy, cho nên chúng ta theo ở một số tình hình thời sự đấy thì người ta ví dụ người ta có những bản tin là ví dụ như hôm nay vào lúc 9 giờ theo giờ quốc tế sẽ có một cái cuộc họp hội nghị cấp cao các lãnh đạo của nước ASEAN chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta hiểu là người ta lấy cái giờ này để làm gốc, từ cái giờ này, từ cái khu vực giờ này để tính giờ của các khu vực khác. Đây là khu vực giờ của Việt Nam. Bạn nào trong đó biết Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy và cách khu vực giờ gốc mấy khu vực nào? Cô giáo đã quanh Việt Nam vào rồi. Nào bạn nào biết? Ai biết? Đây khu vực giờ của Việt Nam đây. Việt Nam đây, chúng ta nhìn xuống. Đây số khu vực giờ đấy nào cuối cùng. Cô dễ hơn rồi. Nào bạn nữa. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số 7. Cách khu vực giờ gốc mấy khu vực giờ? 8. Nào các bạn khác này. Nào các bạn khác ý kiến, có ý kiến gì không? Này bạn lúc này này. 6. Thế nào một khu vực giờ số 7 đúng không? Đúng. Bạn nào có ý kiến khác? Ừ, em. Cách khu vực gốc là 7. Cách khu vực giờ gốc là khu vực 7 khu vực giờ. Xem ba bạn này có ai ý kiến khác nhau, bạn nào có được lấy điểm của cô? Bây giờ các em nhìn lên đâu. Thực tế ra nếu nói Việt Nam nằm ở khu vực giờ số 7 thì chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì nếu tính cả đảo thì Việt Nam sẽ nằm cả khu vực giờ số 7 và khu vực giờ số 8. Thế nhưng nếu thế thì chẳng lẽ một số địa phương lại ở khu vực giờ số 7, một số địa phương lại ở khu vực giờ số 8,
thì chúng ta hãy quy ước là lấy kinh tuyến là đi qua thủ đô Hà Nội là kinh tuyến 105 độ đông này, quy ước đấy là giờ của khu vực của giờ Việt Nam. Cho nên chúng ta vẫn nói là Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ bảy để chúng ta dễ quy đổi, dễ đi sở. Thế còn rõ ràng là từ số 0 đến số 7 thì nó phải cách 7 khu vực giờ. Như vậy ý kiến của bạn nào ghi là 7 khu vực giờ là ý kiến đúng với nhân nhạc. Tiếp theo các bạn lại làm dung lắm ở bài tập này. Các bạn để ý khu vực giờ gốc nhé. Đây các bạn nhìn lên đây. Từ khu vực giờ số 1 đến khu vực giờ số 12, cái khu vực giờ mà cô giáo tô màu hồng đấy, khu vực giờ đấy nằm bên phải của khu vực giờ gốc nên người ta gọi là khu vực giờ phía đông gốc. Còn từ khu vực giờ số 13 đến khu vực giờ số 23 nằm bên trái của khu vực giờ gốc, người ta gọi là khu vực giờ số bên tây, giờ phía bên đông phải giờ phía bên tây. Thế bây giờ các bạn lại nhìn vào cái mặt đồng hồ này. Đấy, các bạn lưu ý nhé, nhìn vào cái số cái mặt đồng hồ này. Cái mặt đồng hồ này thể hiện là khi khu vực giờ gốc là 12 giờ thì các bạn sẽ liên tiếp cho cô giáo một bài tập này. Các bạn để ý xem giờ ở khu vực phía đông hay khu vực phía tây sẽ sớm hơn, vì sao? Các bạn nhìn vào cái mặt đồng hồ đấy kìa. Nào bạn nào trả lời nào, câu hỏi này cực khó. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ là ra ngay, chúng ta tỉnh táo một tí. Nào, các bạn nhìn vào cái mặt đồng hồ ấy kìa, là các bạn sẽ phát hiện ra ngay là giờ phía bên nào sớm hơn. Nào có ai biết không? Nào vừa mời em.
lời cho câu hỏi, trong cùng một lúc ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng toàn bộ trái đất hay không và vì sao? Thế để trả lời câu hỏi này dễ hơn, các bạn cùng lên đây, cô giáo sẽ làm cho các bạn một cái thí nghiệm như này. Chúng ta biết là trái đất của chúng ta có hình cầu, quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của trái đất, đúng không? Giả sử hành tinh cô giáo là ánh sáng mặt trời, nhé. Cô giáo sẽ chiếu vào đây và các em sẽ trả lời câu hỏi cho nó dễ, được chưa? Và tất nhiên là chúng ta tưởng tượng là cái phòng này đang tối ớt là tối. Để chúng ta tự làm lại cái bảo vệ nhà mình nhé. Nào, các bạn sẽ nhìn xem trong cùng một lúc ánh sáng mặt trời có thể chiếu toàn bộ bề mặt trái đất hay chiếu toàn bộ bề mặt quả địa cầu nếu thực tế chúng ta đang làm như thế nào? Có chiếu sáng hết không? Nào, trả lời nào. Nào, có chiếu sáng hết không ạ? Các bạn nào chưa được trả lời thì bây giờ cô giáo phải gọi không thể thôi à. Nào bạn nào ngồi trong cô là không ạ. À, không chiếu sáng hết toàn bộ về mặt trái đất vì sao? Nào, nguyên nhân nào mà giáo một lần nữa này, nếu như trái đất của chúng ta chỉ có hình cầu thì sẽ có hiện tượng ngày và đêm, nhưng do trái đất tự quay liên tục từ tây sang đông nên hiện tượng ngày và đêm mới kế tiếp nhau một cách liên tục, đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta lại giả sử trái đất chúng ta không quay đứng kia thì hiện tượng ngày và đêm sẽ diễn ra như thế nào? Đây là cái đó là thử thôi chứ không bao giờ có thật. Nào,
nửa nào được chiếu sáng, em ngồi xuống đi, nửa nào được chiếu sáng cứ mãi là ban ngày, 24 giờ ban ngày, còn nửa nào mà không được chiếu sáng thì mãi cứ là ban đêm. Thế nhưng rất may là trái đất chúng ta lại quay liên tục, cho nên là hiện tượng ngày và đêm chúng ta kế tiếp nhau một cách liên tục. Nên là kiểu gì tối nay về các bạn không đi ngủ, sáng mai lại dậy, lại trời lại sáng, lại ăn cơm lại học, đúng không nhỉ? Rồi. Bây giờ một vấn đề lại đặt ra, tại sao hàng ngày chúng ta thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trên bầu trời lại chuyển động từ đông sang tây, hay chúng ta vẫn hay nói là mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, vậy thì lý do nào? Bây giờ muốn biết lý do nào, các bạn dừng lại, các bạn đọc cho cô giáo bài đọc thêm thật nhanh, xong bạn nào thật nhanh trả lời cho cô. Bài đọc thêm, rồi bài đọc thêm. Nào, có bạn nào tìm ra không? Có bạn nào tìm ra không? Nào, cái bạn nữ để đọc bài đọc thêm lên nhanh nè. Đấy, bạn có áo đỏ đọc bài đọc thêm để chúng ta trả lời luôn câu hỏi này. Trước kia người ta cho rằng trái đất đứng yên, còn mặt trời và các ngôi sao quay xung quanh. Vì thế người ta thường nói mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chúng ta hiện tượng mặt trời và các ngôi sao mọc là chỉ ba sự chuyển động của mà thôi. Chuyển động cả mà thôi. Khi ta đi xe lửa, xe chạy nhanh, ta không có cảm giác là xe chạy mà lại thấy xe đứng yên. Còn cây cối núi rừng bên ngoài thì chạy lùi lại phía sau. Ta ở trên trái đất cũng giống như khi ngồi trong ba xe lửa. Trái đất quay từ tây sang đông nên chúng ta thấy mặt trời chuyển động ngược lại, mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. À, em vừa nói như vậy, bạn nào chưa hiểu thì về đọc lại một lần nữa. Ở bài đọc thêm người ta đã trả lời những các câu hỏi này rồi, đúng nhỉ? Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Thank you.
thích.